Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào thế hệ mới nhất của BMW 1 Series, đặc biệt là so sánh hai mẫu xe thú vị, BMW 120 và M135 xDrive cao cấp nhất. BMW đã tăng cường hoạt động của mình với dòng sản phẩm mới này, hứa hẹn mang đến cảm giác lái thú vị và sự đổi mới trong phân khúc xe compact cao cấp. Thiết kế bên ngoài. Hãy bắt đầu với bên ngoài. BMW 1 Series vẫn giữ tỷ lệ mang tính biểu tượng của BMW nhưng có diện mạo năng động và thể thao hơn. 120 tự hào có kiểu dáng đẹp mắt với đèn pha LED tiêu chuẩn và lưới tản nhiệt phía trước đầy phong cách, trong khi M135 xDrive tăng cường thiết kế đặc trưng của M, khe hút gió lớn hơn và các chi tiết M đặc biệt như ống xả hình tứ giác. Tiện nghi và công nghệ nội thất. Bên trong, cả hai mẫu xe đều mang đến bầu không khí hiện đại, cao cấp. 120 gây ấn tượng với nội thất không bọc da tiêu chuẩn, mang đến những lựa chọn bền vững như bọc ghế bằng polyester tái chế. Cabin rộng rãi và tập trung vào người lái, trang bị hệ thống xDrive mới nhất của BMW với màn hình thông tin 10,25 inch. M135 xDrive nâng cao trải nghiệm với ghế M Sport và các tùy chọn trang trí bổ sung dành riêng cho M, nhấn mạnh cả sự sang trọng và hiệu suất. Hiệu suất và động lực lái xe. Bây giờ, hãy nói về hiệu suất. BMW 120 được trang bị nhiều loại động cơ hiệu quả, bao gồm động cơ xăng 3 xi lanh nhạy bén và động cơ diesel 4 xi lanh mạnh mẽ, cả hai đều được trang bị công nghệ hybrid nhẹ 48V. Những động cơ này mang đến sự kết hợp cân bằng giữa công suất và hiệu suất, hoàn hảo cho việc lái xe hàng ngày và những chuyến chạy bộ thường xuyên. BMW 120 được trang bị động cơ xăng 3 xi lanh tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất 136 mã lực và mô men xoắn 220 nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Stepton, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,8 giây. Mặt khác, M135 xDrive đưa mọi thứ lên một tầm cao mới với động cơ 4 xi lanh công suất 300 mã lực. Với hệ dẫn động 4 bánh thông minh và khung gầm Adaptive M, xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,9 giây, mang lại trải nghiệm lái thú vị với khả năng xử lý chính xác và khả năng năng động. Khung gầm và xử lý. Về khung gầm và khả năng xử lý, BMW đã cải tiến đáng kể cho một series mới. Cả hai mẫu xe đều được hưởng lợi từ độ cứng của thân xe được cải thiện và công nghệ khung gầm tiên tiến, đảm bảo tính linh hoạt và động lực khi vào cua tuyệt vời. M135 xDrive, với hệ thống treo được điều chỉnh theo phong cách thể thao và hệ thống phanh nâng cao, mang lại khả năng phản hồi và kiểm soát sắc nét hơn nữa, khiến nó trở thành niềm vui thực sự trên những con đường ngoằn ngoèo. Công nghệ và tính năng. Từ quan điểm công nghệ, BMW không bỏ sót một bước nào. Một series mới được trang bị một bộ hệ thống hỗ trợ người lái toàn diện, bao gồm hỗ trợ đổ xe và kiểm soát hành trình chủ động với chức năng Stop và Go. Hệ thống xDrive được hỗ trợ bởi hệ điều hành BMW chính, cung cấp các điều khiển trực quan và hỗ trợ tích hợp điện thoại thông minh với Apple CarPlay ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký và Android Auto ký hiệu nhãn hiệu. Các nâng cấp tùy chọn như BMW Digital Premium nâng cao trải nghiệm trong xe với tính năng điều hướng tiên tiến, dịch vụ kỹ thuật số, v.v. Phần kết luận. Tóm lại, cho dù bạn chọn BMW 120 hiệu quả và tinh tế hay BMW M135 xDrive phấn khích, một series mới hứa hẹn sẽ mang lại di sản về niềm vui lái xe và sự đổi mới. Với thiết kế năng động, công nghệ tiên tiến và hiệu suất nâng cao, BMW tiếp tục đặt ra chuẩn mực trong phân khúc xe compact cao cấp. Vậy bạn sẽ chọn cái nào? Hãy cho tôi biết trong các ý kiến dưới đây. Cảm ơn đã xem. Nếu bạn thích bài đánh giá này, đừng quên thích, đăng ký và nhấn biểu tượng chuông để biết thêm nội dung về ô tô. Cho đến lần tiếp theo, hãy lái xe an toàn và theo dõi những cập nhật mới nhất từ thế giới ô tô.